Mất chưa đầy 5 phút vượt sông Cổ Chiên, con đò đưa du khách sang Cù Lao An Bình, nơi mà nếu chưa một lần tới, chưa thể gọi là khám phá hết Vĩnh Long. Hôm nay, chúng tôi bắt đầu hành trình bằng trò trượt xe trên đồi cỏ. Mấy bé nhỏ trượt khá êm. Một đôi khách gặp sự cố. Leo lên xe ngồi thử mới biết, đồi cao không là vấn đề. Điều đáng ngại là những chiếc xe thải dốc không phanh. Còn đây, nếu bạn không sợ nước, không sợ say sóng, không sợ ngạt thở, thì cứ mạnh dạn chui vào những quả bóng này. Đùa thôi, quả bóng rất an toàn, được bơm thổi oxy đủ cho bạn hít thở trong vài chục phút. Vấn đề là bạn có đủ sức chịu đựng cảm giác lùng bùng dập dềnh liên tục hay không. Mọi người thì xem đây là một trò vận động để tiêu hao năng lượng, nhưng mà với riêng tôi thì tôi thấy thư giãn theo kiểu này cũng là cách thư giãn có một không hai. Anh Giang ơi, trong mùa hè này thì mình có cái sản phẩm nào mới nữa không anh? Có một sản phẩm mới, nó là bắt cua biển nhưng bắt ở nước mặn. Ở đây mà có ao nước mặn luôn. Đúng. Mời mình đi xem. Dạ. Và đây chính là lối nhỏ rợp bóng cây ăn trái dẫn vào nhà dân, nơi có cả chục nông hộ hợp tác du lịch với anh bằng tiềm năng sẵn có. Khi đến mùa chôm chôm chín là người ta hái chôm chôm ra chợ bán. Như vậy thì sẽ tốn phí là thuê người hái, thuê ghe vận chuyển chở ra chợ, thuê sạp để bán ngoài chợ. Bù lại người ta sẽ không còn lại bao nhiêu. Mình chuyển đổi cái cách làm du lịch cũng là bán chôm chôm, nhưng mà cho khách du lịch vô tự hái. Như vậy thì cái lợi nhuận nó sẽ cao gấp mấy lần. Đang xen dưới vườn cây ăn trái, bà con thiết kế những cái ao nhỏ cho du khách trải nghiệm tắt ao bắt cá. Đặc biệt, có cả những ao đã được xử lý hang cua nước mặn. Ê, nằm im đi cho tôi nghe chưa? Khách đến muốn bắt cá lên nướng hay ốc đồng, cua biển Cà Mau, món nào cũng có. Cái thú của một chuyến du lịch sinh thái có lẽ không gì bằng tự tay mình săn bắt như thời dân dã. Món ngon được chế biến từ chính thành quả lao động chắc hẳn cũng ngon hơn. Vườn tược rộn ràng không cần đợi vào hè, tiền vào túi nhà vườn không cần chờ tới mùa trái chín.